Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh Linh Linh in France, Linh Linh in La Tour de Peace. Peace. Mọi người thấy cái tour này không? Nó bị như thế này nè, hay gì nó nằm đứng nó nằm như thế này nè. Ừ. Và lưng phải đẩy nó lên nha. Lưng đẩy nó lên nha. Ừ. Chúng ta biết cái gì đấy. Lưng đẩy. Đấy, cái tour người ta xây tào lao quá mọi người, người ta xây nó nghiêng như thế này mà nó không có thẳng nên là đây là Tour de Pisa, là một cái nơi rất là nổi tiếng của Italy nha mọi người nha. Và cái tour này người ta phải dùng 200 năm để mà xây dựng cái tour này, cùng với cái nhà thờ này nha mọi người nha, cùng với cái nhà thờ này đó. Sau khi xây dựng cái tour này nè, xây dựng xong cái người ta thấy cái nó bị chuyển như thế này, nó bị chuyển hướng như thế này nè, cái người ta dừng lại, người ta thấy kỳ lạ quá, người ta dừng lại và người ta chờ 80 năm sau người ta mới ta xây cái tour này đó mọi người. Và tổng cộng cái thời gian mà để xây cái tour này là 200 năm đó mọi người. Tour de Pisa, một điểm du lịch rất là nổi tiếng của Italy. Mọi người thấy không? Nên đẩy lại một lần nữa nè. C'est bon mon gars? Est-ce que il est bleu de roi? Non. C'est pas grave, on viendra plus tard. Thôi lên đẩy không, không kịp nữa, lần sau lần sẽ đẩy nó nha mọi người nha. Tour de Pise. Je te laisse faire le tour. Rất là xinh đẹp nha. Passe pas ta l'ombre. Đây. Linh mời mọi người chiêm ngưỡng cái Tour de Pise. Rất rất là nhiều khách du lịch đến đây. Đây, khách du lịch này. Đây là hai người đàn ông của tớ, Arno, và trong cái hành trình đi Rome và Tour de Pise, Milan cùng Linh Linh nha mọi người nha. Đằng trước đối diện của mình là cái cổng để vào tour. Đây là cái cổng để vào tour nha, trước đối diện cái tay mình này. Đó, đối diện cái tay của mình là cái cổng để vào tour. Những người có tiền và có thời gian, người ta mua cái vé để mà người ta trèo lên cái đỉnh cái chóp của cái tour này nha mọi người nha. Đó, mọi người thấy không? Đó, người ta đi lòng vòng để trèo lên, nhưng mà tụi Linh vì thời gian và vì điều kiện kinh tế, nói chung là mình đứng dưới mình nhìn là cũng đẹp lên, nên là mình không cần phải trèo lên cái tour nha mọi người nha. Quay. Cái kiến trúc của cái tour này nó rất là độc đáo nha. Mọi người thấy không? Nó không có hình, nó không có đứng thẳng mà nó đứng nghiêng. Tour de Pise, 200 năm để xây dựng cái tour này mọi người ạ. Đây là kiến trúc rất là độc đáo của Roma nữa nha. Và đây là khách du lịch, người ta đứng để chờ để xếp hàng xung quanh cái tour ha. Đây. Đây là cái cổng vào để mua vé và người ta. Đó. Đây là một cái đạo Thiên Chúa ha mọi người ha, rất là một cái đạo rất là nổi tiếng ở Italy. Italy là nơi cái vùng đạo Thiên Chúa, đạo Thiên Chúa giáo. Và đây là từng tour một nha. Khách quá trời là khách luôn. Đằng sau mình này mọi người, đây là cái phía cùng với khách du lịch, người ta đứng chờ. Đây là đoàn người, người ta chờ đây nha. Và đằng sau mình có những ngôi nhà, nó theo cái kiểu của Pisa. Pisa là cái thành phố này, rất là dễ thương. Nó bằng bằng như thế này thôi, và nó bằng cái kiểu, nó bằng cái màu nhà nó là màu vàng vàng đó mọi người, nó rất là dễ thương nha. Và đây là khách du lịch, trời ơi quá trời à. Okay.
Mình đi đằng xa xa ra cho mọi người thấy là cái tour nó không có, mọi người thấy là nó không có thẳng gì hết trơn á, mà nó là và rất là nhiều người chụp hình như lên nhà. Đây, người phụ nữ này người ta tạo dáng để mà đẩy cái tour này nó ngã xuống. Linh thì đã lên ráng lên dựng cái tour lên, còn người phụ nữ này là đẩy cái tour cho nó ngã thêm xuống nhà. Mỗi người một cách. Đây là khung cảnh xung quanh cái tour ha. Cái tour nó nằm phía đằng sau Linh. Đây, cái tour nó nằm phía đằng sau Linh. Linh là ráng dựng nó lên, còn người ta là nhiều người là đẩy cho nó xuống thêm nha. Đứa ráng dựng, đứa ráng đẩy nên là nó vẫn đứng yên một chỗ. Rất là nhiều khách du lịch cái khu du lịch này. Ở bên cái khu du lịch này, ở bên ngoài như thế này thì mình không có cần phải mua vé. Này, có những cái ngôi nhà như thế này này mọi người. Có những cái hoa như thế này nó rất là dễ thương. Nhà đây là nhà của người ta làm bằng ngói. Đó. Và đây là cái tour. Toàn cảnh cái tour nha mọi người nha. Và trước cái tour đó mọi người thấy không? Đây đằng đối diện cái tay của Linh là một cái nhà thờ nha. Và đây cái nhà thờ là cái phía đằng sau của nhà thờ. Và phía đằng trước của nhà thờ sẽ được Linh quay cho mọi người xem. Và bên cạnh đây là những cái nơi mà những cái người mà người Thiên Chúa giáo người ta ở, người ta sống và làm việc. Còn cái này là nơi nhà thờ người ta cầu nguyện. Cả khi mà vào cái tour và vào cái nhà thờ đều phải mua vé hết mọi người ạ. Nên là Linh chỉ quay cái phong cảnh bên ngoài thôi nha. Mọi người thấy cái tour không? Nó nghiêng vậy nè. Nó nghiêng vậy, thay nó đứng thay vậy, nó đứng là nó như thế này. Nó nghiêng như thế này nè, à, rất là thú vị nha. 200 năm để xây dựng cái tour này chứ không phải ít đâu. Linh thì ráng đỡ cho nó lên, còn người ta thì đẩy cho nó xuống. Hiện chi là cái tour này nó đứng im là phải rồi. Cũng mắc cười. Mỗi người một tư thế, mỗi người một cái sở thích khác nhau ha. Và đây là cái nhà thờ nha mọi người nha, đằng sau cái nhà thờ. Thomas và Agno thì ngồi trong mát rồi ha. Cái tour. Anh và Thomas và Agno đang trên đường về trở lại, từ Rome về trở lại Ren. Và trên đường thì Linh dừng lại ở cái thành phố Pisa. Đây là một số hình ảnh pano của cái tour này ha. Người ta quảng cáo cho cái tour này mà nó ghi bằng tiếng Italy nên là mình không biết. Opa Pisa. À, Dobbera. À. Nó cũng biểu diễn những cái buổi nhạc, hòa nhạc opera trong này nữa. Rất là đông khách du lịch. Người ta dựng cái hàng rào như thế này nè, để mà mình không có vào gần nó, để mà bảo vệ cái tour nha mọi người nha. Đây là những cái kiến trúc. Khách quá trời là khách luôn. Đây là một điểm du lịch rất là nổi tiếng của Ý nha mọi người nha. Rất là nổi tiếng của Ý. Mình quay lại đây để tìm Thomas và Agno. Họ hòa mình vào cái dòng người đang ngồi ở đây ha. Và rất là nhiều người với nhiều tư thế khác nhau. À, người ta làm mình đá nha. Phía bên này này cũng là một cái kiến trúc của nó rất là giống cái Vatican nha. Nó theo cái hình như thế, cái hình khối như thế, hình tròn như thế, rất là giống Vatican. Mình đang tìm trong cái đám
người này. Đâu là Akno và Toma nhà mình. Có một cái lá cờ nó bay phấp phới trên cái tour này nha. Đây là cái tour, bức tranh toàn diện của cái tour. Và đây là kiến trúc của nhà thờ nha. Bên ngoài của nhà thờ nó xây bằng đá nha. Những chú chó xinh đẹp cũng đi cũng được đi du lịch. Đây là người lính bảo vệ nha. Ở Italy á, an ninh rất là chặt chẽ, rất là nhiều lính bảo vệ, rất là nhiều. Mình ở Rome mình cũng thấy rất là nhiều người bảo vệ. Vào lượng khách du lịch này. À, Arno và Toma ở đây. Đây là cái cổng ra của cái nhà thờ. Và đây là Arno và Toma nhà linh nha. Tôi vừa giờ vừa vừa đến luôn các. Vâng, có để giờ đợi lên cái này. Arno. Ông va đi sao ông xong rồi ông tin là ba ấy ông không sao. À, mà xin thật bien bon. Mà chú biết. Rất là khát nước. Trời nắng 39 độ rất là khát nước nha. À. Je comprends pourquoi le tour qui ne veut pas être de roi. Parce que moi, nous, on est d'autre côté, on essaye de pousser vers le haut. Et je vois une dame là-bas qui pousse encore plus vers le bas. Tu vois, un peu ça casse ses idées et du coup, bah, on n'est pas dans le bon sens en fait. Ça m'a fait rire quand je vois. Il y a plus de gens à pousser pour qu'elle soit droite que à la pousser vers le bas. Oui, mais la dame là-bas, là, c'était la première fois. Elle a envie, elle a mets ton chapeau sur ta tête, toi. Ok, on y va. Rồi, tụi mình tiếp tục đây nha, sau khi uống miếng nước. Rất là nhiều khách người ta chụp hình. Rất là ngưỡng mộ nha. Chúng mình phía này giờ chúng mình suy. Anh nó. Arnaud, il est déjà assez énervé comme ça, tu sais. Hein? On va pas là, mon frère. On va pas là. Okay. Maman, je suis plus grand que la tour. Presque.
Touche. Ouais, presque, ouais. Ouais, je vois ta main là-haut, ouais. Hein. Regarde, ils ont la bonne protection. Maman, moi aussi, prête, regarde, je la déplace même. Elle monte un peu loin. Tous les deux. Un peu loin. Tous les deux. Oh, chaud. Regarde. On est un peu loin. Comme ça. Regarde, regarde. Ah ouais, allez. Mais par contre, je pense que... Hãy làm cho nó thánh lên mọi người ạ. Ok, và đây là nhà thờ. Ok, phải chạm với chân. On va aider là-bas. On va aider. Hey, Avi. Oh, that's cool. That looks good. That's yellow bar. Hey, Lynn, ça suffit. Non, monsieur, non, toujours pas. Mais c'est bon, je pense. D'accord. Non, Len, tu laisses les gens. Look. Maman. Và người đàn ông này họ cũng đút. Đây, người nào cũng muốn. Trời nắng như điên luôn. Và đây là những người đi du lịch nha, rất là đông khách du lịch. I'm sorry. Thank you. Đây là nhà thờ nha, phía bên hông của nhà thờ. C'est beaucoup de monde. Il n'y a que ça à visiter ici, c'est pour ça. Tu vois, tout le monde essaie de boucher. Và phía bên này cũng là một cái nhà thờ nữa. Không nhìn dưới cái giờ xin xa rồi, giờ bus plus. Giờ ông bên đây nè. Sign on it.
seul. Merci Thomas, mon chéri. Đây, đây là cái nhà thờ nha mọi người nhà. Nó nhà thờ dạng opera, là dạng giống như để mà hát opera đó mọi người. Và đây, đây là lối vào cái nhà thờ lúc nãy. Lúc nãy là mình ở đằng sau cái nhà thờ. Và mình thấy cái tour này, nhiều người đang đi lên. Có rất là nhiều người, người ta mua vé đi, người ta trèo lên cái tour đó, tới đỉnh cái tour đó nha. Cái chóp đó của cái tour Pisa. Pisa, tour Pisa là tour Pisa, tour the Pisa. Và nghe cái nhà thờ này cũng vậy nè. Muốn vào thì cũng phải mua vé để mà vào nha. Và có rất là nhiều khách du lịch. Linh đi vào thánh cho mọi người xem đằng trước cái nhà thờ nha. Đây, đây là đối diện của cái nhà thờ opera, là cái dạng hình oval. Đây, mẹ Maria. Đây. Đây, đây là trên cái tượng, những cái tượng Chúa Giêsu này. Tất cả những các vị thần thánh gì đó. Quá trời là quá đất. Rất là đẹp nha, và Đức Mẹ Maria. Và đây là cổng vào nha. Và đây là những người khách du lịch. Đây là một điểm du lịch rất rất là nổi tiếng. Và mình quay trở lại cái nhà thờ bự này nha. Cái nhà thờ bự này là cái nhà thờ đối diện bên cạnh cái Tour de Pisa. Và mình sẽ lại gần cho mọi người xem cái kiến trúc của nó. Vì điều kiện thời gian và điều kiện kinh tế nên là tụi Linh không vào nha. Vào vé nó rất là đắt. Như lại nắng muốn chém chết luôn. 39 độ nên là trên đường về, nên là tụi Linh phải tranh thủ về ren, về bộ tanh để hứng cái hơi mát của khí hậu mát mẻ. Tụi Linh đi tìm nắng nên là có nắng rất là nhiều. Nắng 39 đến 40 độ ngày nào cũng nắng, nên là ở xứ lạnh quen rồi, nên là tụi Linh không chịu nổi cái xứ nóng nha. Đây, Linh mời mọi người chiêm ngưỡng. Đây, bên cạnh nó có cái khu như thế này này. Đó. Mời khách này. Rồi, Linh đi quay lại cái. Linh đi quay lại nha. Linh mời mọi người chiêm ngưỡng. Rất là nhiều khách du lịch, rất là nhiều người. Trời nắng mà rất là nhiều người đi du lịch ha. Hờ. Có nhiều người, người ta trèo lên tận trên cao trên kia này để người ta chụp hình từ trên xuống này. Đó, mọi người thấy không, cái người đang đứng đó, người ta chụp hình thôi, người ta đi rồi. Quá là đẹp. Đây là một điểm du lịch rất là nổi tiếng. Rồi, Linh đi quay lại. Và nó có cái thành nha mọi người nha. Bao gồm trong cái tour này, nó có cái thành và cái lũy để mà bảo vệ cái tour với cái nhà thờ nha. Nhìn như thế này mình sẽ thấy giống như là cái tour nó nằm trên cái nhà thờ, nhưng mà không phải. Nó nằm riêng lẻ ra. Sans bouger du tout.
Sẽ mất ông anh sóc bứt tích tập bứt tích này. Đó mà. Wow, chị. À, tích tích mà là đồ. Nó. C'est mouillé, je ne vais pas toucher. C'est comme Arnaud avec ses cheveux, je ne touche pas. Nook nook. Nook nook. Và đây là cái thằng nha, cái mọi nhà thằng. Tu vas passer mieux. Ouais. Ah, si. Beauty will save the world. Beauty, welcome. Beauty will save the world. Hình ảnh rất là Thiên Chúa giáo nha. Và đây là những cái cổng ra vào. Và đây là cái cảnh quan tổng thể. Vừa ba cái nhà thờ và cái tour The Beach nha mọi người nha. Tour The Beach xa. Đi xong chuyến du lịch này về là tụi là Linh là đen như con. Đây, Linh xin mời mọi người chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp. Và chiêm ngưỡng luôn cái vẻ đẹp của hai người đàn ông của Linh. Chó cũng đi du lịch luôn. Đây là cái bờ tường, bờ thành nha. Rất là đẹp, rất là cổ kính. Video về cái tour The Beach, về cái nơi thành phố Bissa Beach. Đến đây là hết nha. Linh hy vọng mọi người có những cái trải nghiệm tuyệt vời. Mọi người nhớ để lại cho Linh một like. Linh xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Linh đẩy lại. Nó thẳng cho mọi người à. Bye bye. Maman. La vie de Bissa. Vie de peace. Rất là đẹp nha. Posto. Posto. À, nhìn cái chợ này, nhìn cái chợ giống như chợ Việt Nam. À. Mình đã đến nơi. La tour de pizza. Đây là phong cảnh. Và đây nhìn cái chợ này, nhìn cái chợ giống như cái chợ ở Việt Nam. Wow, nhưng mà đặc biệt là mấy cái cây nó rất là đẹp nha, cây cảnh. Hoa rất là đẹp nha. C'est joli, c'est magnifique. Les fleurs là. Arrête de dire d'être, t'as déjà dit deux fois dans la vidéo. Eh oh, je dois dire mi fois que je veux. Hoa, hoa hai bên đường người ta trồng cái hoa này này.
nó trồng được ở xứ nóng đó. Mình thấy rất là nhiều ở Tây Ban Nha nha. Và mình thấy nhiều ở miền Nam bên nước Pháp, nó trồng rất là đẹp nha. Ui, có gạc nè. Chỉ vô lý nữa. Tuyệt vời. C'est quand même joli les maisons de autour de đây là cảnh và hoa xung quanh cái tour Pisa. Đây là một cái vùng rất là nổi tiếng nha, khu du lịch rất là nổi tiếng. Bởi vậy nên là nhìn hoa nè, nó hai bên đường nè. Nè cách kết tập khi. Comme d'hab. Chaque fois comme ça. Là, je suis tout petite. Je suis tout petite, t'arrêtes ici. Arrête. Je peux plus rien taper en fait. Ça fait juste un mot. Je peux taper un mot. Non, merci. Non, mais j'ai un peu. N'importe quoi. Hoa rất là đẹp nha, cái khu nhà này rất là đẹp. Và đây là hai người đàn ông của tớ. Chúng tớ là một đội và chúng tớ đi chung. Rất là nhiều hoa ha, Arno ha. Cái hoa này nó nhiều màu sắc khác nhau. Pisa, c'est ça la vie aussi, Pisa. On est en train de s'en payer le parking. Ah ouais. Wow, c'est joli les fleurs. Ah, oh. Ah, je vois. Comme ça, c'est trop chaud. Trời rất là nắng nha, 39 độ. Và hoa. Linh một bên và hoa một bên. Pourquoi on n'a pas vu des fleurs là à Milan ou à? C'est joli comme fleur, rất là đẹp, hoa rất là đẹp nha, mình rất là thích. Ta trồng một hàng như thế này này. Ah, le tour. Đằng xa này mình thấy cái tour Pisa nhưng mà mình nhờ cái tour bi. C'est ce que je suis en train de dire. Qua đường nha. Đây là nơi người ta bán cái gọi là cái đồ lưu niệm. Mà nhìn cái chợ nó nhìn cái giống cái chợ nó giống cái mấy cái chợ Việt Nam mình qua. Pisa. Đây là một nơi rất là nổi tiếng nha. Italia. Papa.
Và đây là lối vào cái chùa Bissa. Rất là đẹp. Những ngôi nhà ở thành phố Bissa. Ah. Si on n'est pas bien garé, bah on peut avoir une amende par la police. Parce que Thomas, nous on est... Après le voyage, on est... Non. Ah, on ne tombe pas là, sur la route tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de... C'est vrai. Ce soir, ça va être ça, hein, tu sais. On va arriver à l'hôtel à 23h, là, ce soir. N'importe quoi. La vie de Pissa. Ngoài cái chùa Bissa ra thì cây cối ở đây nó cũng ngã nghiêng ngã ngửa hết trơn nha mọi người nha. Tại cái khí hậu cái vùng này nó như thế này hay sao Goga? Nó giống cái chùa Bissa nha mọi người nha. Thật là buồn cười quá đây à. Merci mon cœur. Merci pour ta observation. Pour mon analyse. Hein? 50 euros. T'es encore pire que les immigrations. Ah ouais, les immigrés. Les immigrés. Mọi người thấy không? Nó cũng ngã nghiêng giống như cái tour Bissa. Trên đường về để tiết kiệm thời gian, bởi vì trời đã tối nên là tụi Linh dừng lại chỉ để mua thức ăn trong cái tiệm nhỏ ở bên đường. Và chúng tớ mua pizza để ăn ha, rất là tiện lợi và có thể ăn trên xe luôn. Ăn ở mọi nẻo đường luôn. Đường từ Rom về Pháp và gửi lên ăn trong xe nha. Giờ này 6 giờ chiều và ăn trong xe. Mua đồ để sẵn trong xe và ăn như thế này. Và đây là cảnh.